Tây Ban Nha, Georgia, ngựa ô dừng bước. Georgia gây sốc khi có mặt ở vòng 1/8 Euro 2024 hôm nay, nhưng không có nhiều hy vọng đi tiếp khi đụng Tây Ban Nha, đội duy nhất toàn thắng 3 lượt vòng bảng. Tây Ban Nha dễ dàng vượt qua bảng tử thần với Croatia, Italy, Albania khi toàn thắng, ghi 5 bàn và không để lọt lưới lần nào. Họ cũng là đội duy nhất giành 9 điểm và không để thủng lưới tại vòng bảng. Thử thách tiếp theo của thầy trò Luis de la Fuente là giải mã Georgia, bất ngờ lớn nhất từ khi Euro 2024 khởi tranh. Euro 2024 là lần đầu tiên Georgia đủ điều kiện dự một giải đấu lớn kể từ khi tuyên bố độc lập năm 1992. Sau trận ra quân thua Thổ Nhĩ Kỳ 1-3, đoàn quân dưới trướng huấn luyện viên Billy Sanon gây sốc khi hòa Cộng hòa Czech 1-1 rồi thắng Bồ Đào Nha 2, không để vào vòng 1/8 với tư cách là một trong 4 đội đứng thứ 3 có thành tích tốt nhất. Trong đó, chiến thắng 2-0 trước Bồ Đào Nha được xem là một trong những trận thắng gây bất ngờ nhất lịch sử Euro, khi Georgia kém đối thủ 68 bậc FIFA. Đây là lời cảnh tỉnh với Tây Ban Nha bởi họ không có thành tích tốt ở vòng loại trực tiếp những giải đấu lớn gần đây. Tây Ban Nha thua Nga và Morocco ở loạt luân lưu lần lượt tại vòng 1/8 World Cup 2018 và 2022. Họ vào tới bán kết Euro 2020. Nhưng thua Italy cũng trên chấm 11m. Hàng thủ Tây Ban Nha đang đạt phong độ cao khi chưa thủng lưới bàn nào trên đất Đức. Lần gần nhất họ giữ sạch lưới 4 trận liên tiếp tại một giải đấu lớn là chuỗi 5 trận tại Euro 2012, nơi họ vô địch dưới trướng Vicente del Bosque. Hàng công cũng đang bùng nổ với Lamine Yamal và Nico Williams, sẽ phải đối đầu với thủ môn đang có phong độ tốt nhất giải. Giorgi Mamadashi, cầu thủ thuộc biên chế Valencia, cản phá được 16 trong số 17 cú sút trúng đích gần nhất mà anh phải đối mặt tại Euro 2024. Gần như chắc chắn thủ môn 23 tuổi sẽ lại có ngày thi đấu bận rộn cùng cơ hội tỏa sáng khác trước Tây Ban Nha. Ở vòng bảng Euro 2024, Georgia phải đối mặt với số cú sút 71, cú sút trúng đích 25 và thông số bàn thua kỳ vọng 8,1, nhiều hơn so với bất kỳ đội tuyển nào khác. Đội tuyển duy nhất phải đối mặt với hơn 71 cú sút ở vòng bảng Euro là Latvia năm 2004, 86. Tây Ban Nha cũng thể hiện chiều sâu đội hình khi thắng Albania 1-0 ở lượt cuối vòng bảng dù thay tới 10 cầu thủ trong đội hình xuất phát. Ferran Torres, cầu thủ ghi bàn duy nhất vào lưới Albania, đã góp dấu giày vào 7 bàn trong 9 trận cho Tây Ban Nha dưới thời De La Fuente, với 5 bàn và 2 kiến tạo, thông số không đồng đội nào chạm đến. Dani Olmo có pha kiến tạo thứ 4 trong lần ra sân thứ 7 tại Euro, thành tích chỉ kém CESC Fàbrega với 5 kiến tạo, trong số những cầu thủ Tây Ban Nha tại giải kể từ năm 1964. Alex Grimado cũng có màn trình diễn ấn tượng khi tạo 5 cơ hội trước Albania, thông số cao nhất của một hậu vệ Tây Ban Nha trong một trận tại giải đấu lớn kể từ năm 1980. Nhưng gần như chắc chắn, Torres, Olmo và Grimado sẽ trở lại ghế dự bị hôm nay. De La Fuente sẽ trở lại với đội hình xuất phát quen thuộc như trước Italy, Croatia, nhưng chiến thắng trước Albania cho thấy ông có nhiều lựa chọn từ ghế dự bị nếu cần. Đây sẽ là lần thứ 8 Tây Ban Nha gặp Georgia và là lần đầu tiên tại giải đấu lớn. Tây Ban Nha thắng 6 trong 7 trận gặp Georgia trên mọi đấu trường, tất cả đều diễn ra kể từ năm 2012. Tại vòng loại Euro 2024, Tây Ban Nha thắng 2 lượt gặp Georgia với tổng tỷ số 10-2, gồm trận thắng 7-1 trên sân khách và 3-1 trên sân nhà. Siêu máy tính Opta dự đoán Tây Ban Nha áp đảo với 75% cơ hội thắng trong thời gian thi đấu chính thức tại Cologne hôm nay, so với 10,7% của Georgia. Cũng theo Opta, Tây Ban Nha là ứng viên thứ hai với 17,2% khả năng vô địch. Đội hình dự kiến: Tây Ban Nha, Simon, Carvajal, Lenormand, Laporte, Cucurella, Pedri, Rodri. Chú ý: Yamal, Morata, William. Georgia, Mamadashi, Sitaisivi, Davi, Garcia, Fervelia, Kakaba, Kochorasivi, Kaitisivi, Chakvet, Varasekia, Mikata. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.